Chỉ cần tìm đến Đông y, bệnh tật đau nhức ra đi chẳng còn. Y học cổ truyền Sài Gòn, an toàn uy tín làm tròn chữ tâm. Phòng khám y học cổ truyền Sài Gòn khám và điều trị các bệnh đau nhức xương khớp, da liễu, tai mũi họng, thần kinh, tiêu hóa dạ dày bằng phương pháp Đông y uy tín hàng đầu hiện nay. Đặt hẹn khám chữa bệnh qua website yhoccotruyensaigon.com. Cả Facebook đang thi nhau hỏi nhưng có ai giải mã được tiền nhiều để làm gì không? Chỉ với một lời Đặng Lê Nguyên Vũ nói mà cả cái Facebook này như đang điên đảo. Tiền nhiều để làm gì? Bạn đã tìm được câu trả lời chưa? Nếu chưa, hãy thử tham khảo vài ý kiến của cư dân mạng sau đây xem nhé. Hỏi rằng tiền nhiều để làm gì? Để hôm nay ngồi đây như thế này? Ricky sẽ trả lời rằng để ngã sấp mặt như thế này đây. Trong khi đó học sinh sinh viên thì sao? Để cuối tháng không phải ăn mì. Và đây là câu trả lời của hội bánh bèo. Để có thể shopping hàng tỷ cái túi Gucci hay LV. Và sẽ cho cùng thì dù tiền không phải là tất cả, nhưng nếu được ngồi khóc trong một chiếc Ferrari thì vẫn tốt hơn là khóc khi đang ngồi trên chiếc xe đạp, có phải không? Và cái kết dành cho ai dám coi thường vị chủ tịch hay giả vờ này là gì? Để làm chủ tịch rồi đi thử lòng người khác. Hỏi ngược hỏi xuôi, nhưng suy cho cùng chúng ta đều có cùng một lời giải đáp chung đơn giản thế này thôi mà. Đó là để không nghèo đó chú ơi. Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng lau nước mắt bằng tiền chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn là tự lau bằng tay. Và ai đó mang câu hỏi không có tiền thì nên làm gì, lên hỏi Đặng Lê Nguyên Vũ hộ với. Khéo học được vài ba bài học kinh doanh hay ho đó chứ. Ai cũng hỏi tiền nhiều để làm gì, nhưng không ai biết chả có tiền thì nên làm gì. Và nếu có ai cứ giả bộ không biết mà tiếp tục hỏi bạn câu hỏi này thì bạn biết mình phải trả lời như thế nào cho ngầu rồi đấy. Hầu hết những người hỏi tiền nhiều để làm gì thường không có nhiều tiền. Hỏi nhiều để làm gì? Theo 1m53 Ice Relax, Helena, CafeF.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.